Yes. Trận chung kết đầu tiên dành cho game thủ Trần Đình Thanh ở nội dung solo xe hàng tự do. Lưu Anh Đức đang dẫn trước 1-0. Màn hình máy các bạn đang xem là game thủ Lưu Anh Đức. Trận trước thì hai game thủ chúng ta ngồi đùa phát triển tay to với nhau, thế các bạn buồn ngủ vãi cái trường ra. Cái giống xe này nó phát triển ra được cái tích sự gì cả. Ngồi xem mãi không xong. Xin chào tất cả anh em theo dõi nha. Mình là bình luận viên Hải Mario đây. Vâng, bạn nào rảnh thì có thể like, share video để ủng hộ cho cặp đôi game thủ Lý Anh Đức và Trần Đình Thành. Còn mình là bình luận viên Hải Mario. Anh em có thể like fanpage của mình facebook.com cái chéo fanpage Hải Mario để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng các bạn cho mình xin một like, một nút theo dõi. Sắp tới làm streamer Facebook kiếm thêm. Dạo này đói quá. Lấy vợ vào xong đúng là nghiệt thật. Không, anh có bảo gì đâu. Một bài đấu mà Giang đã có cái rừng quanh nhà, rừng thông, rừng già, rừng dừa, quả phụ thì 5 cây. Thấy rồi. Đang đi dò tìm thêm đồ ăn mới. 10 trên 12. Vất vả đây. Chưa có đồ lùa về. À đây rồi. Yêu đồ to luôn. Một con nông dân này đi dò dưới này xem thấy thêm gì không. Ui, đôi sư tử luôn ạ. Trận trước thì game thủ Lưu Anh Đức là người đánh thẳng cung luôn. Còn trận này thì anh sẽ đánh cái gì? Chúng ta cùng chờ xem. Dần vẫn đang đi dò đập mặt vào những con vực. Bãi hiệu này to quá. Có hai bãi đá đứng kề. Có lẽ nên lùa về đây đóng S đầu nhân đôi. Mình thấy sẽ là hợp lý hơn. Với bài đấu cầm xèng này. Có thêm móng gỗ này, chặt thêm móng gỗ này đi. Rồi, anh đi đâu đây? Rồi nhảy phi luôn hiệu. Và lùa nốt mấy con hiệu này về. 7 con hiệu cho 7 yêu đầu, S đầu đóng rồi. Hợp lý. Kéo dần lên ăn đi thôi. Rồi nông dân đi dò. Gặp đôi sư tử và chết dần. Đừng thấy thêm bãi quả phụ và một con voi. Bây giờ này anh sẽ lùa về nhà chính cho mình. Cũng được. 16 trên 20 bên kia 17 dân do 15%. Anh chết một dân rồi. Nhưng đồ đã đủ và khá là mắc bình. Với một vòi hiệu đầu to và bãi quả phụ. Hai bãi quả phụ thì đúng rồi. Rồi. Trả thịt bấy hiệu đầu. Ok. Kéo dần lên ăn bãi quả phụ này trước. Tách ra đàn quả ra có vòi không thì tùy. Vâng, đang chậm hơn đối phương một dần chắc chắn. Thì chết một mà xe hàng xin dần nó khó lỗi lắm các bạn ạ. Để gờ ăn quả được đóng xong. Anh chỉ dân quả nhanh ý nhở. Được đấy. Một con hiệu chết lỗi. Giết nốt còn lại thôi. Tách dần ra câu voi anh. Không thấy câu. Vâng, kéo dần lên ăn quả phụ thứ hai rồi. 21 trên 24, 22 rồi. Kia 23 dân. Do 19%. Phi hai con sư tử này ra chỗ khác. Ồ không, quả phụ 6 cây. Ngon. Bạn vẫn đang xin thêm dần. Có cầu voi về. Mới ít em một chút xíu. Đây điểm đầu đúng với cái vải xe này. Cũng chỉ là ép đời, cũng chả có cái gì cả. Điều quan trọng là về sau các bạn đánh cây gì. Thôi bà này chắc là đánh cung rồi. Đang quân đóng mặt này thôi. Voi đang câu về BS2, BS hùng đóng ở đây. 25 dần mà đã kích đời. Đây là bài 26 dân trừ 1. Bên kia cũng đánh 25 dân dò 20% cũng đã kích đời rồi. Đây là BB. Không biết là anh đánh cung và đánh chém đây. Tí nữa BM sẽ đóng ở đây. Chưa thì đóng S2, khả năng đánh chém là có đấy. Chơi anh này đóng S2, kích đời 70% thực đủ rồi. Ô, đã đủ luôn. Khả năng đánh chém rất cao. Vàng đây. Kéo dân ra đóng BM cộng thêm một dân nữa. Rồi BM. Và BL. Đúng như dự kiến anh ấy đánh chém. Mọi bạn lên đời sớm hơn anh một chút xíu. Đúng bằng một con nông dân. Kích.
Vâng, mười mười mấy. Nâng cấp sạch gỗ không? Thực là rất nhiều rồi. Xin giò đi ăn vàng. Nâng cấp chặt gỗ, nâng cấp công. Bạn này sẽ là chủ động đánh 1L và chuyển bánh xe sớm này. Chưa thấy các bạn đào vàng. Giò đã có và để đi luôn. Liệu có lên công giáp đầy đủ không ta? Không lên giáp. À có, như vậy là lên công giáp đầy đủ ngựa giò luôn, đúng rồi. Xem lên chém các bạn, công giáp đầy đủ nó mới gắt. Đội bạn không đào vàng đánh thẳng cung bài 25 dân. 25 dân không cộng được dân với bài xe của game thủ Trần Đình Thành. À, bài xe đội bạn cũng bình thường. Đấy là đội bạn không cộng được dân. Dân vẫn ăn quả bên ngoài đây. Vậy cơ cấu này, ruộng thì chưa lấy ra. Anh cho tới 6 nút dân ăn vàng luôn. Đây là nhà của đối phương. Nhìn thấy rồi. Vâng, như vậy anh cũng bị tê đối phương đẩy vào nhưng đang có dân đập. Anh đang chọc được dân đối phương nhà. Bạn lên đời rồi. Rồi một dân nằm xuống, tiếp tục chọc dân đi thôi, anh bây giờ mới lên đời. Vẫn đang bắt tê đối phương, 2L bắt đều. Hợp lý. Vâng, bạn đi vào từ chỗ này. Vâng, sẽ ăn được khoảng 4 đến 5 dân, tiếp tục chọc thôi, con giò vẫn còn nguyên bình. Dân chưa bánh xe, người cầm xe các bạn thấy lên đời trong các bạn chết ngay vài dân, khổ lắm. Tê thì không sống được rồi. Bạn đà xin ra chém đi. Rồi đẩy thẳng lên luôn. Mặc dù anh cung lên đời sớm hơn nhưng người đánh chém đang có lợi thế. Và cái gì này? Còn có giò công giáp đầy đủ khi còn cân được ấy. Chết thêm dân rồi. Rồi chết thêm dân nữa. Ừ. Có khi còn chết thêm con nữa này. Chết thêm con nữa và mất giò. Vâng, ăn được gần chục dân người làm xèng. Ăn đủ. Vâng, phải xin dân nữa đều anh ơi. Lạc đà vẫn đang xin đều ra và đẩy lên nhà BA đối phương rồi. Đối phương đóng mấy nhà BA đây, tạm thời mới thấy 3. Mới thấy 3, 4 nhà BA rồi, cung lờ nở ra nhưng lạc đà được đẩy vào. Chú ý vào ăn bái gỗ đối phương. Vâng, vừa vậy kịp thời. Vâng, ruộng thì không thấy đâu cả. Bài này bài xem vẫn đang đi ăn hoang này. Vâng, lạc đà đứng kề đây và 1 BA rồi. 2L vẫn đang bắt đều, rất tốt dành cho game thủ Lưu Anh Đức. Vâng, lọt vào bãi gỗ đối phương và chém dần. Hợp lý. Vâng, cung lờ bạn đẩy sang bãi ăn hoang có thể té, vẫn đây đi đâu. Vâng, có bánh xe rồi và một cung lờ đẩy vào trong nhà, đưa lạc đà về bắt ngay. Xích cổ lại hết luôn. Lạc đà vẫn đang đuổi theo dân của đối phương bên ngoài đây. Vâng, cung giờ xe thì lên được một cái giáp 2 nhưng đã bị chém cho khá là túi bụi rồi. Bánh xe chặt gỗ đều đã lên xong, cung giờ đang được xin. Bạn này khỏe lắm. Vâng, đang đi luôn cả cung giờ đội bạn. Con lạc đà công giáp đầy đủ rất là khỏe các bạn ạ. Vâng, chém một cung giờ này thôi. Rồi, có cung giờ rồi để đi bắn bò nhỏ, tham lại 37/36. Chúng ta cùng xem tham bên kia không ra được dân mà tham đang đè. Dành cho game thủ Lưu Anh Đức một bài xe đánh 25 dân cộng 1. Sau đó chuyển lạc đà kẹp cung rờ. Dân đã bắt đầu đứng chơi, lực là cực kỳ khỏe, ruộng nó vẽ được cả mớ. Vâng, vậy cơ cấu nhà đóng thêm S2 ở đây thì hợp lý hơn này. Để đóng thêm S sẽ là hợp lý hơn. Vâng, bây giờ thì quân đối phương cũng đã tụ lại được khá khá rồi. Nhưng lạc đà của anh cũng là cực kỳ đông. Và nếu là mình thì mình sẽ khang luôn tuần này. Không có gì phải sợ với cung rờ xe giáp 2 này cả. Vâng, dàn lạc đà ra khang luôn. Nhưng mà tôi thấy các bạn cũng có khá đông cung rờ đấy chứ. Không hề đơn giản. Nhưng mà lạc đà đông kẹp cung rồi, anh phải tăng thêm A lên. Và phải sóc thêm dân và tăng thêm A lên. Không thấy sóc thêm dân rồi. Và đang trâu lạc đà. Và bạn vẫn chưa ra được dân kìa. Nên tôi thấy cung rồi tụ được nhiều nhiều phết rồi đấy. Bài xe này không biết đi ăn hoàng ở đâu. Và vừa gặp cung rồi đối phương ở đây. Anh vẫn đang kéo lạc đà lên nhà đội bạn. Và gặp suy chém. Và đang bắt đều 2L ở đây mà. Vâng, chém cung rờ đối phương thôi sợ gì. Vâng, có một tơn vào ruộng, ăn dần. Tốt. Vâng, một tơn vào ruộng ăn dần này là rất tốt rồi. Ở đây cung rờ đối phương dồn vào góc này không được ra mà. Đây là góc chết. Dồn vào góc chết không được ra. Mặt dưới này chắc là còn bãi ăn hoang gì đó. Đây là có một BS đây rồi, sau bãi gỗ. Đúng là như vậy. Dần kéo đi vẽ ruộng rồi. Vâng, dồn theo tơn cung rờ này. Các bạn thấy lạc đà là quá đông. Khỏe lắm. Vâng, mặt này thì anh nấu quần. Chém luôn rồi. Không xoắn. Lạc đà rất quạnh. Và chém luôn những con cung rờ xe. Và đang tìm ra đàn hoàng đối phương mà không thấy. Ở nhà thì đang bị móc máy bởi một vài cung rờ hai con thôi. Và đứng chờ ở ngoài và bắn vào. Nhưng này đang dồn cung rờ đội bạn chạy nhông kèn cho bản đồ. Vài xem đây chém các bạn thấy hiệu quả hơn rất là nhiều. Chỗ này là tôn ra đàn hoàng đối phương có biết chạy đâu rồi. Bài xem đi ăn hoàng xong quân này thì yếu lắm. Lạc đà đông này vẩy e luôn. Úi giời ơi, gần chết.
đã được một vài công ở phía sau và khả năng cao thì số là 2-0 nội dung solo xe hàng dành cho game thủ Lưu Anh Đức, và anh này thua ở nội dung solo random 1-3, thắng AC 3-0 và khả năng cao thắng xe hàng với tỷ số là 2-0 để có mặt trong vòng thi đấu bán kết giải đấu AFF Liên Tỉnh 2018 khu vực 6 Thanh Hóa Thừa Thiên Huế. Hôm nay năm xịt rồi, các bạn có tơ cung đẩy vào trong nhà và các bạn thấy vẽ được rất nhiều ruộng ngoài xe hàng này, được cực khỏe, lạc đà là rất đông. Nếu là mình thì sắp chuyển cân ra để có thể đi ăn gỗ. Rồi bị bắt luôn hai con người móc máy này. Chết luôn, sổ quần đồng thê. Rồi, trong đó trên này vẫn có một con lạc đà và người bạn kéo quân kéo cung đời mới bắt, còn chưa bắt nổi đây. Bắt thêm hai con người móc máy này, móc máy này. Móc này. Chém chết ngay. Và người bạn đi ăn hoàng ở đâu ta? Mình nghĩ là cho một cung đời dò mặt 6 giờ và dò mặt 3 giờ là phát hiện ra hết dân ăn hoàng đối phương thôi. Còn đây chỉ là những bãi gỗ thôi mà. Rồi, nhà vẽ ruộng nhà chính. Rồi, tao lại ập vào thì đỡ kiểu gì đây. Qua đông lạc đà đang lao vào. Đông lạc đà đứng giải thủ quanh nhà. Cực kỳ khỏe. 57 đến 64. Rồi, lao vào phay luôn tên này. Không xoay. Rất đồng quân. Chỉ lạc đà đang đứng chém BS rồi, dạy quá không có việc làm. Chuẩn bị hở rồi. Còn nhà đối phương các bạn. Rất là rảnh tay. 57-68. Rất nhiều cửa đối phương và như vậy là đối thủ Lưu Anh Đức đã giành chiến thắng ở nội dung solo xem tự do. Và như vậy Lưu Anh Đức sẽ có mặt trong vòng đấu tiếp theo. Rất đáng tiếc dành cho cầu thủ Trần Đình Thành khi anh đã giành chiến thắng nội dung solo random với tỷ số là 3-1. Nhưng hai nội dung tiếp theo thì anh đều để thua x0, 0-3 nội dung solo cùng RAC và 0-2 nội dung solo xem tự do. Xin chúc mừng game thủ Liên Đức một lần nữa và buổi thử trực tiếp của Hải Mai Chua giải đấu Liên Tỉnh 2018 khu vực Thanh Hóa Thừa Thiên Huế của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý khán giả và các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai với vòng thi đấu bán kết và chung kết giải đấu Liên Tỉnh của chúng ta khu vực 6. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Đánh rất là tốt để cho Liên Đức. Bây giờ thì phải đi ăn cơm, phải đói quá. Anh em nào rảnh tay có thể like fanpage Hải Mai Chua để ủng hộ mình nha. facebook.com cái chéo fanpage Hải Mai Chua ở màn hình chính có luôn này. Ui xa, đẹp trai không? Rồi, chào anh em.